Được đầu tư với số tiền lớn, nhưng một số công trình chiếu sáng ở tỉnh Bắc Cạn hiện nay không phát huy được hiệu quả, có công trình không sử dụng, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Đây là 120 cột đèn chiếu sáng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Từ khi đưa vào sử dụng cách đây 3 năm, đèn chỉ sáng một vài lần vào những ngày lễ kỷ niệm. Đến nay, 74 cột đèn đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng. Vì những cái bóng vỡ này là từ đợt mưa đá vừa rồi ấy. Thực ra thì những cái này mình thấy không có tác dụng mấy với cái không gian hoang vắng này. Dọc bờ sông Cầu, thành phố Bắc Cạn cũng đã đầu tư 130 cột đèn chiếu sáng. Nhưng từ khi hoàn thành, hiếm hoi lắm mới thấy đèn sáng. Một công trình đã được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng hầu như không phát huy tác dụng. Việc mà giao cho đơn vị nào hoặc là tổ dân phố nào quản lý dọc cái đoạn đường này không giao cụ thể. Cho nên là một là hỏng, hai là bị mất bóng, cho nên là rất là lãng phí, đề nghị là cũng phải xem xét. Hạng mục đèn chiếu sáng thuộc dự án kè bờ hữu và chỉnh trị sông Cầu. Toàn bộ dự án này có tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thị xã, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư, sau đó giao cho công ty cổ phần chợ Bắc Cạn quản lý. Chỉ là đơn vị trực tiếp, quản lý trực tiếp thôi chứ không có vận hành để khai thác. Thì do cái kinh phí cũng chưa được đáp ứng. Đến nay cái thời gian không sử dụng là qua những đợt mưa bão, đặc biệt là cái trao đèn. Nên chính vì thế là cái mỗi lần mưa to là gió giật là cái bóng đèn nó bị đổ gãy. Đặc điểm chung của những công trình đèn chiếu sáng này là khi đầu tư, chủ đầu tư không cân đối khả năng vận hành của đơn vị được giao quản lý sử dụng sau này. Điều này dẫn đến có đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc không có kinh phí để vận hành, dẫn đến bỏ hoang nhiều năm. Đây là vấn đề mà tỉnh Bắc Cạn cần quan tâm để sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả hơn trong thời gian tới.